Hello, xin chào các bạn. Và ở trên kênh 30 TV Trendy thì mình thấy có rất nhiều anh em comment vào video mẹ vuốt tóc 5 giây của mình và bảo là mình làm về gôm đi và xịt gôm như thế nào là đúng. Bởi vì mình thấy là có rất nhiều anh em vẫn đang gặp phải rất nhiều vấn đề khi mà chúng ta xịt gôm. Ví dụ như là xịt gôm xong tóc vẫn bị quá cứng này, hay là xịt xong thì tóc xuất hiện những cái hạt nhỏ li ti đọng lại ở trên tóc, hay thậm chí là có những anh em xịt gôm rồi nhưng mà tóc lại không giữ nếp được lâu, lại bị đổ, bị xẹp xuống. Vì vậy mà ngày hôm nay mình quyết định là làm ngay cái video chia sẻ cho anh em cách xịt gôm như thế nào là đúng. Xịt gôm thì cũng phải có cách đấy, chứ không phải đơn giản là cầm chai gôm lên và xịt lên đầu là xong đâu anh em ạ. Và ok, bây giờ thì bắt đầu nhá, và mình sẽ phải đi gội đầu trước đã. Thì đây là cái form tôi gọi là ngược chiều yêu thương. Thực ra thì nó là kiểu slick back thôi, tôi vuốt ngược hết ra đằng sau. Bây giờ thì sẽ vuốt sáp trước, sau đó thì tôi sẽ xịt gôm nhá. Tôi sẽ dùng con sáp cái lăng gen đây này. Anh em lưu ý cái lúc xịt gôm ấy, nếu như mà chúng ta xịt gôm quá là ít thì cũng sẽ không thể nào mà giữ nếp được lâu. Hay là chúng ta xịt gôm quá nhiều thì dẫn đến tình trạng là tóc bị nặng, bị khô, bị cứng, thậm chí là gây ra tình trạng gãy tóc nữa cơ. Hay cái việc mà anh em chọn những loại gôm ở ngoài thị trường ấy, thì những loại gôm rẻ tiền hay là không rõ nguồn gốc xuất xứ thì anh em cũng nên tránh xa ra, bởi vì là nó tác dụng hiệu quả của nó đem lại cho tóc chúng ta thứ nhất là không cao, thứ hai là nó còn có thể gây ra cái bệnh da đầu, nấm da đầu của chúng ta nữa cơ. Nên là nhớ tôi dùng loại gì thì anh em cứ dùng theo là ok nhất rồi. Đấy, anh em đợi tôi vuốt sáp xong là chúng ta sẽ đến màn xịt gôm. Ok, vừa rồi chỉ là một cú lừa thôi, thực ra là tôi vuốt kiểu xe pass đấy, không phải slick back được chiều yêu thương nào. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu xịt gôm nhá. Thì ở đây là tôi có cái chai gôm Lady Killer. Thì em này là có giá thành rất là rẻ và mùi hương rất là thơm, mà chúng ta không hề bị sợ bệnh tật ở trên đầu chúng ta. Thôi không quảng cáo nữa, chúng ta sẽ bắt đầu luôn vào cái bước làm sao để xịt gôm cho nó đúng nhá. Thì để mà xịt gôm làm thế nào cho nó đúng ấy, anh em lưu ý là cái việc đầu tiên là chúng ta nên để xa cái đầu chúng ta ra. Vì anh em nhìn này, cái gôm của chúng ta xịt rất là mạnh luôn. Không biết là anh em nhìn không? Không biết là anh em có nhìn không, nhưng mà thực ra là cái gôm này xịt rất là mạnh. Và khi mà chúng ta xịt lên trên đầu, anh em hãy giữ cho nó một cái khoảng cách xa xa ra, đừng để quá sát đầu. Bởi vì nếu như mà anh em xịt gôm quá là sát thì cái lượng gôm nó sẽ tụ lại ở một cái điểm ở trên tóc của chúng ta, chứ nó không bao quát được cái cả cái đầu này. Thì vì vậy, cái điểm đấy nếu mà bị quá nhiều gôm ấy, thì tóc của chúng ta sẽ rất bứ và khó chịu. Nên là anh em lưu ý, cái này là cái mà chúng ta cần tỉ mỉ trong cái giai đoạn này. Anh em nhớ nhá. Đây, tôi sẽ thử luôn này. Bây giờ tôi đang cần xịt cái phần mái trước đúng không? Anh em để xa xa tầm mày ra này, lấy tay che đi. Đấy, anh em xịt từng tí một, từng cái xịt nhỏ nhỏ một như tôi vừa làm ấy, anh em để ý ấy. Đấy, và chúng ta xịt bao quát hết cả đầu. Thì chúng ta không để gần và không quá tập trung vào một điểm nha. Đấy, anh em cứ tỉ mỉ và cẩn thận như tôi như thế này thôi là chuẩn, là ok nhất. Chứ nếu như mà anh em lỡ có xịt nhiều hay là xịt quá gần ấy, mà cái gôm nó bám quá nhiều lên trên tóc, thì đấy, nó sẽ dẫn đến như tình trạng như tôi vừa nói. Đôi ít nhất chúng ta sẽ thấy đầu tiên đó chính là bị đọng lại những cái hạt nước nhỏ li ti, hay là tóc bị quá là khô, quá là cứng và dễ gãy tóc. Mà bây giờ mà các ông có lỡ xịt nhiều vào là các ông chỉ có đi gội đầu làm lại thôi, chứ không thể nào mà xịt tiếp được. Gôm đã đóng ở đấy rồi thì không thể nào sửa được đâu công ạ. Đây nhá, tôi sẽ xịt tiếp này. Đấy, và bây giờ thì tôi đang thấy là với cái lượng xịt như vừa rồi của tôi thôi thì đã đủ cho cái mái tóc của tôi, không cần quá nhiều gôm, mà tôi đã cảm thấy là không ít gôm ở trên đầu tôi đâu. Nói chung là vừa phải, và bây giờ tôi đảm bảo với các ông luôn là tôi đội mũ bảo hiểm đi đường, bỏ ra như thế nào tóc vẫn như thế luôn. Ok, và vừa rồi thì tôi đã chia sẻ xong cho các ông cách làm thế nào để xịt gôm cho đúng. Xịt gôm thì cũng phải đúng cách, chứ không phải là cứ cầm cái chai gôm này mà xịt đâu, thì chúng ta mới tránh được những cái tình trạng như tôi kể trên, tóc không còn những hạt li ti hay là tóc không sợ bị khô bị cứng. Anh em cứ làm cho tôi là được. Và qua video ngày hôm nay thì anh em muốn tôi làm thêm video về mẹo gì thì hãy comment ngay xuống bên dưới, và tôi sẽ làm ngay video vào tuần tiếp theo nha. Và bây giờ thì cũng là lúc kết thúc video rồi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Bye bye. Nhớ đừng quên subscribe kênh 30 TV Trendy nhé.